Khi mà đọc qua thông số thì mình thấy nó rất là đáng tiền mua Thế nhưng đây là chiếc máy ZVE10 và mình cũng rất là thích nó Mình nói những cái điểm mà nó nâng cấp trước nhé Thứ nhất đó chính là chiếc màn xoay lật này các bạn có thể thấy Xoay lật thì nó có thể giúp cho mình khi mà quay phim ấy Sáng tạo được nhiều góc máy hơn Hay là quay bình thường mình cầm như này thì nó cũng đỡ đỡ mỏi hơn Rồi là quay góc trên cao như này này thì Mọi người có thể úp nó xuống và nhìn lên trên như thế này Rất là tiện mà tất cả những chiếc máy Canon mà mình hay review ấy, mình sử dụng thì nó đều sử dụng cái màn này rồi kiểu màn flip này quay lật này thứ hai nữa là nó có cái cảm ứng ở full màn tiếp theo nữa đấy là khi mà quay ở chế độ 4K thì nó không bị tối lại màn hình như các máy A6500 hay 6003 đời cũ nữa mà nó bị tối như một khoảng mà mình khó căn chỉnh lắm khó ít câu giờ tiếp theo một cái tốt nữa của nó là nó ở trên nó có một cái phần thu mic và lọc ồn nó rất là tiện cho mic view in và cái mà mình cũng hơi bất ngờ ở đây tất cả các máy đều có lỗ mic nhưng mà rất ít máy crop mà nó trang bị thêm cho bạn một cái lỗ tai nghe để các bạn có thể vừa nghe vừa quay phim và vừa check được cái âm thanh mà mình đang thu âm nó như thế nào ví dụ như là quay phỏng vấn hay là thu âm từ nguồn ngoài vào tiếp theo đó là bổ sung cái nút ghi hình rất là to ở đây chứ nó không phải là nhỏ nhỏ bên cạnh nữa rất là khó ấn thì đây nó để luôn ở đây và phím rất là to và khi mà ấn quay hình ấy, các bạn nhìn thấy này. Đấy, khi mà ấn quay hình đèn trước nó báo đỏ đúng không? Và màn hình của nó cũng có báo viền đỏ giúp cho người quay phim người ta dễ biết được là cái máy này đang ở trạng thái red on chưa. Ok, thì đấy là khen khen rất là nhiều.